buổi trưa của ngày chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020, anh em cho em rất hân hạnh được đón tiếp chú đến đây tận đến tận nơi ủng hộ cho em bộ karaoke cùng một đôi la xe 88, một cục đẩy liền vang, siêu mỏng siêu nhẹ Class D nguồn xung và một chiếc nâng tiếng TDA cao tích của mã model CD600 của TDA cao tích. Đế rất là tươi và sạch sẽ, có những dòng đẩy Class D như này, đế rất sạch các bạn. Em có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc với những dòng đẩy liền vang kiểu kiểu như này. Chúng ta chỉ việc cắm mic vào là hát luôn thôi. Và kết hợp với nâng tiếng nữa thì giúp chúng ta có thêm những bản nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát và có thể chỉnh tay được hoàn toàn. Đặc biệt là với lứa tuổi của chú thì rất là dễ dàng chỉnh được những chiếc nâng tiếng kiểu kiểu như kia. Bây giờ trên mạng ít. Cái này con bán mấy năm nay rồi.